Hello, xin chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Và ở hiện tại thì Samsung Galaxy A51 chính là cái tên được người dùng chúng ta nhắc đến nhiều nhất. Và không phải vì thế mà cái sản phẩm ngay kế trước của nó, đó chính là Samsung Galaxy A50s, nó bị lỗi thời quá nhiều. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ với bạn để xem rằng với cái mức giá chênh lệch nhau kha khá với chiếc Samsung Galaxy A51 thì chúng ta sẽ nhận được gì với chiếc Galaxy A50s này nhá. Hộp đựng thì các bạn có thể thấy rằng nó giống hệt so với cái chiếc Samsung Galaxy A51 này. Chúng ta vẫn sẽ có hình ảnh sản phẩm ở trên và tên đây, tên sản phẩm ở cả hai bên nữa. Và bên trong ấy thì chúng ta sẽ có cái hộp đựng phụ kiện, vẫn là chiếc ốp này. Và cái ốp này thì nó sẽ giống hệt so với chiếc ốp trên Galaxy A51. A51 thì ở đây thì nó sẽ là hình vuông thôi, chứ còn form dáng là giống nhá. Hôm trước thì mình cũng đã tiến hành đeo thử cái ốp của A51 sang A50 thì hoàn toàn là vừa luôn các bạn ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ có nhân vật chính ở đây. Khi các bạn mua về thì nó sẽ có đầy đủ SIM luôn ấy. Đây là mình đã mở lên và kích hoạt rồi. Trong này thì sẽ có đầy đủ phụ kiện, bao gồm sạc. Củ sạc này sẽ hỗ trợ đầu ra là 15W các bạn nhé, giống hệt so với Galaxy A51 này. Củ sạc và tai nghe thì cũng giống luôn Samsung Galaxy A51 đấy. Nên là chúng ta chỉ có nhân vật chính là khác mà thôi. Rồi, và quay trở lại với nhân vật chính thì ở phía phần mặt trước này thì các bạn có thể nhìn thấy ngay cái sự khác biệt giữa Galaxy A51 và Galaxy A50s. A50s của chúng ta ấy, thì ngôn ngữ thiết kế của nó giống hệt so với chiếc Galaxy A50 ra mắt vào đầu năm nay, bao gồm cái thiết kế màn hình dạng giọt nước và cái cằm bên dưới tương đối là dày. Và cái điều này là hoàn toàn chấp nhận được, tại vì là chúng ta cũng có thể thấy rằng là hầu hết những chiếc điện thoại trong cùng tầm giá ở hiện tại thì nó đều có form dáng như thế này. Chỉ có chiếc Samsung Galaxy A51 nó mới bước sang một cái thế hệ mới, một cái thiết kế hoàn toàn mới. Đúng ra nó phải đến tận đầu năm sau nó mới ra, nhưng mà Samsung đang muốn đẩy mạnh về doanh số cuối năm này nên là họ mới ra mắt vào cái thời điểm cuối năm này thôi. Chứ không thì mình vẫn thấy chiếc Samsung Galaxy A50s vẫn còn rất đẹp. Điểm khác biệt tiếp theo đến từ mặt lưng, khi mà chúng ta sẽ có cụm camera này là hình chữ Y. Còn đối với chiếc Samsung Galaxy A51 nó sẽ là hình chữ nhật. Và chúng ta sẽ có sự bổ sung của ống kính macro giúp cho chúng ta có thể chụp ở một khoảng cách gần. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái nhu cầu này nó cũng chưa thực sự nhiều, nên là Samsung Galaxy A50s nó vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng ta. Chúng ta sẽ có ống kính chính độ phân giải sẽ là 48 MP này. Chúng ta vẫn có ống kính góc siêu rộng và ống kính đo độ sâu trường ảnh. Nên là chúng ta vẫn hoàn toàn yên tâm vì ba ống kính này nó đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng ta. Các bạn có thể đi chơi Tết, chụp ảnh, check-in các thứ là rất thoải mái. Về phần hiệu năng thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Samsung Galaxy A51 có cấu hình giống hệt so với chiếc Samsung Galaxy A50s. Chúng ta sẽ có con chip là Exynos 9611 này. Bộ nhớ RAM của chúng ta sẽ là 4GB và bộ nhớ trong sẽ là 64GB. Nói chung là với cấu hình như vậy thì chiếc điện thoại này vẫn hoàn toàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ bản đến phức tạp của chúng ta. Các bạn có thể nhắn tin, nghe gọi, YouTube, các bạn có thể chơi cả game. Một số game đồ họa nặng thì chúng ta sẽ phải hạ xuống mức đồ họa trung bình để có thể đem đến cái trải nghiệm nó mượt mà nhất. Pin sẽ là điểm cộng tiếp theo dành cho chiếc Samsung Galaxy A50s khi mà chúng ta sẽ được trang bị viên pin là 4000mAh. Và với sự tối ưu tốt đến từ nền tảng One UI thì chúng ta vẫn hoàn toàn để sử dụng thoải mái trong một ngày. Còn nếu như các bạn sử dụng ít ý, thì có thể sử dụng đến một ngày rưỡi, rất ok. Và trong thời gian tới thì chiếc điện thoại này sẽ được cập nhật lên phiên bản One UI 2.0. Thì lúc đấy chúng ta còn có sự tối ưu hơn nữa và nó sẽ còn mượt mà hơn nữa. Và điểm cộng tiếp theo nữa đó chính đến về phần giá bán. Thì mình thấy rằng là ở thời điểm hiện tại thì chiếc điện thoại này có một mức giá rất hấp dẫn để người chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Mức giá khởi điểm của sản phẩm này đó chính là 6.990.000 đồng. Nhưng mà may mắn là chiếc Galaxy A51 ra mắt nên là chiếc điện thoại này đã được đao về một mức giá hấp dẫn hơn. Nó chỉ còn là 5.890.000 đồng. Và ngoài ra đây cũng chưa phải là mức giá cuối cùng, tại vì là các bạn sẽ được giảm trừ thêm 5%, tối đa là 100.000 đồng khi mà thanh toán qua VNPQR và một loạt những cái chương trình ưu đãi độc quyền mà chỉ có tại Viettel Store. Tập trung lại thì mình thấy rằng là Samsung Galaxy A50s vẫn là một dòng sản phẩm rất đáng mua ở hiện tại. Tại vì là nói gì thì nói, đây vẫn là một dòng điện thoại tạo nên thành công vô cùng vang dội cho nhà Samsung. Chiếc điện thoại này thì hội tụ đầy đủ những cái yếu tố người dùng chúng ta cần, bao gồm thiết kế bên ngoài bắt mắt, chúng ta sẽ có màn hình hiển thị đẹp này, chúng ta sẽ có cảm biến vân tay trong màn hình,
chúng ta sẽ có hệ thống camera đủ dùng, thậm chí là thừa dùng với những các bạn mà không thường xuyên chụp ảnh. Chúng ta sẽ có thời lượng pin rất là trâu bò. Vậy thì các bạn đánh giá sao về Samsung Galaxy A51 và mức giá như vậy? Thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.